Ở độ cao 1 mét, chúng ta nhìn thấy một cô gái đang phơi nắng. Xa hơn 10 mét, chúng ta nhìn thấy phong cảnh xung quanh. Lên tiếp nữa, chúng ta có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn. Lên tiếp nữa, có thể nhìn thấy cả thành phố, nhưng đã không nhìn rõ từng ngôi nhà nữa rồi. Bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, ở độ cao 1.000 km. Đây là tầm nhìn điển hình của vệ tinh nhân tạo. Lên cao nữa, lúc này đây, có thể nhìn thấy quỹ đạo của trái đất và mặt trăng. Bây giờ thì có thể nhìn thấy quỹ đạo của sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Mộc. Khi ở 10 tỷ km, có thể nhìn thấy quỹ đạo của hệ mặt trời và hành tinh. Lên cao nữa, hệ mặt trời đã trở nên ngày càng nhỏ rồi. 1.000 tỷ km, hệ mặt trời trông đã rất rất nhỏ. Trong vũ trụ lớn vô tận này, dường như chúng ta đã không nhìn thấy hệ mặt trời nữa rồi. Còn lại chỉ là các hành tinh và tinh vân. Ở khoảng cách này đã là di chuyển giữa các hệ ngân hà rồi. Chúng ta tiếp tục du hành giữa các hệ ngân hà. Hệ ngân hà nhìn giống với phù hiệu chữ vạn. Tất cả mọi tinh hệ đều trở nên rất nhỏ, giữa các tinh hệ rất xa xôi, cùng quy tắc như vậy thống trị mỗi bộ phận tổ thành nên vũ trụ. Không thể ngờ rằng vũ trụ lại rộng lớn như vậy. Được rồi, giờ chúng ta hãy cùng quay lại, quay về trái đất với hình ảnh cô gái đang nằm phơi nắng lúc ban đầu, để đi xem cảnh tượng thế giới vi quan. Sau đó sẽ theo hướng ngược lại, khoảng cách giảm theo phép nhân 10, cho đến một thế giới vi quan thần kỳ. Bây giờ, tại khoảng cách 10 cm, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Khoảng cách 1 cm, nhìn thấy nhãn cầu. 1 mm, nhìn thấy đồng tử. 100 micromet, nhìn thấy các tia máu và võng mạc. 10 micromet, nhìn thấy bạch tuyết cầu. Tại 1 micromet, có thể nhìn thấy nhiễm sắc thể. Vào tiếp bên trong, tại 10 nanomet, chúng ta nhìn thấy đoạn cuối của nhiễm sắc thể. Vào tiếp bên trong, chúng ta sẽ tiến vào phạm vi lượng tử. Đây là nguyên tử. Vào tiếp, cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy hạt nhân nguyên tử vô cùng nổi tiếng. Trong nguyên tử thì có gì đây? Neutron và proton, và vào tiếp là quark. Khoa học hiện nay chỉ có thể nhận biết được đến vi quan như thế này, đã là giới hạn của khoa học hiện tại rồi.